Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Em thì sức khỏe em thì nói chung cũng bình thường. Em thì ở Tuyên Quang, năm nay em cũng là 58 tuổi rồi. Nhưng mà trong lúc thời còn trẻ em có quen với một người, tức là tuổi còn ít em thì sinh có năm 70, em thì năm 9. Thế thì trong quá trình thời gian cũng gián đoạn thì chúng em cũng xây dựng gia đình rồi. Còn cô ấy thì cũng đi xây dựng gia đình, nhưng mà cô đẩy lại để sau là chồng bị chết. Thế thì nói chung em cũng qua đi chơi thôi, em gặp một chuyến xe thì đi từ chuyến đấy thì lại không bao giờ gặp cô đấy. Thế sau là cô đấy thì bây giờ cũng chơi thì cũng chưa quên theo ứng chuyện về với nhau, xong cô bảo thầy em chết rồi. Thì bây giờ thì trước đây thì em cũng quen biết với anh, thì bây giờ thì xem anh cũng quay lại được với em được không. Thế nhưng mà trong gia đình tôi là thế này, tôi bởi vì là tôi vợ thì vẫn còn, nhưng mà con cái cũng lớn rồi, đi lấy chồng hết rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì vợ tôi đang sống với tôi thì rất ngoan hiền. Thế nhưng mà bây giờ thì cô ấy cứ bảo là hôm đấy thì cô cũng bảo vào nhà với cô đấy, thế là tôi cứ ở qua đêm cô đến một lần. Thế sau thì cô đấy cứ làm mình bảo là tôi bây giờ thì tôi xuống ở với cô đấy. Nhưng mà bây giờ thì tôi cũng băn khoăn quá, thì bây giờ thôi thì tôi cũng xin tư vấn của tôi từ cái anh Minh Đoàn. Dạ. Nhưng mà để bây giờ tôi phải làm như thế nào đây, thì trong lúc này tôi bảo nếu như không xuống với tôi thì tôi cũng đến tôi phải chết. Nhưng mà thì cái chuyện đấy thấy thì không có gì đến mức độ đấy đâu, thì bây giờ tôi cũng băn khoăn. Vâng, những cái băn khoăn của anh sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn chia sẻ ạ. Xin mời anh lắng nghe. Rồi, xin chào anh. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Này nói đùa chứ mình 58 thật đấy à? Vâng ạ. Theo giọng trẻ như 30 ấy. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải ngồi bên cạnh bảo eo ơi, giọng lão ấy trẻ nhờ. Thế ạ? Thật ra thì cái tuổi này mà còn giữ được cái giọng nói rồi nó âm vang khỏe khoắn như thế rất là tuyệt vời. Cô ơi, với nhà mình bây giờ có gần nhau không? Cách 20 cây ạ. 20 cây. Thật ra đối với cô ấy mà, tuổi 70, sinh năm 70, cũng còn chưa già và cũng khao khát tình cảm nam nữ. Chuyện đó là chắc chắn vì vẫn là con người. Và cô ấy thì để chắc là cũng chẳng nghĩ đến chuyện, hoặc là cũng khó có chuyện đi bước nữa. Chả biết là có gặp được người tử tế hay không, hay là vớ vẩn rồi lại cuộc sống lại như địa ngục thì còn chán nữa. Thế nhưng mà đến lúc mà gặp được mình thì thấy mình tử tế, lại khỏe mạnh, bây giờ cũng chẳng ràng buộc gì. Cô thì cũng không nghĩ đến chuyện là nối lại tình xưa rồi anh phải bỏ vợ lấy em, đúng không? Thế mà cứ thỉnh thoảng gặp nhau thì gọi là cô khao khát cái gì thì mình cho cô một tí, đấy là ý của cô như thế, đúng không? Mình thì cũng đã tặc lưỡi cho một lần rồi. Thế nhưng mà đấy, miếng ngon thì cứ ăn rồi lại cứ muốn ăn mãi. Thật ra thôi một lần thì được, nhưng tiếp tục thì sẽ thế này này. Được lần chân nó lên đằng đầu, con người ta hay tham lắm. Bình thường cứ nghĩ rằng thôi em chả cần gì, em chỉ cần lâu lâu anh gặp em rồi chia sẻ anh em giúp đỡ nhau một tí. Nhưng mà rồi đến lúc được rồi thì lại muốn rằng là biến thành của riêng. Khá nhiều trường hợp như thế đấy. Tức là khi mà mình đạt được là vui vẻ, mình là cái người ăn vụng, là cái người ăn ké, là cái người xin của vợ người ta, nhưng cuối cùng thì lại muốn chiếm cả. Thế xong rồi thậm chí là còn chủ động nhắn tin cho vợ người ta rằng là tôi đang ngủ với chồng chị đây, rồi để cho gia đình mình nó hỗn loạn lên, để rồi đục nước béo cò. Thật ra thì con người ta tất nhiên không vơ đũa cả nắm, nhưng mà cũng không phải là không có những cái trường hợp nó như thế. Thế mình gia đình thì đang yên đang lành, các cháu lớn đã lấy chồng rồi, mình cũng ông ngoại ông nội cả rồi. Thế còn cuộc sống mình với bà xã thế nào, cái chuyện kia có còn tốt không? Rất bình thường ạ. Vẫn được đúng không? Vâng, nói chung thì vẫn bình thường, nó không có gì, nói chung là rất bình thường rồi. Thế thì rất bình thường đã là rất tốt. Tuổi này mà mình thì không có vấn đề gì, nhưng ở bà xã mà vẫn còn vợ chồng mà còn rất bình thường được, nghĩa là rất là tốt. Khá nhiều trường hợp, ví dụ như là mình thì 58 như bà ấy, chỉ mới có 50, 52, nhưng bà ấy đã tịt từ lâu rồi, bà ấy đã mãn kinh, bà chả có nhu cầu gì, giờ bà chỉ có mỗi một cái niềm say mê đi bế cháu ngoại chẳng hạn. Thậm chí bà ấy bỏ rơi mình, bà ấy đi bế cháu hàng tháng này qua tháng khác chẳng hạn, thì đúng là mình cũng đói. Thế nhưng mà như như mình vừa nói là
là vợ chồng vẫn còn tốt thì nghĩa là rất là tốt. Vậy mình đâu có đói khát để nỗi mà phải phải đi tìm cái cô bạn ấy. Thôi, gọi là mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Vẫn nói rằng là bây giờ mình cứ nói là yếu lắm rồi, khỏe chả làm được gì đâu. Rồi là anh em thỉnh thoảng gặp nhau uống nước thì được, chứ còn anh chịu, mình cứ nói vui mà chịu chả làm được nữa thì rồi. Hoặc là nếu như mà có vô tình ngẫu nhiên là phải lần nào đó gặp mặt thì mình thể hiện là mình chả làm nổi cái gì cả. Thật ra cô mong ước là mong ước ở cái việc mà mình đáp ứng, mà mình đừng có hăng hái quá. Có làm được thì cũng phải giả vờ là hỏng rồi. Lần sau cô ấy sẽ chả gọi nữa đâu mà nhá. Hãy cố giữ cái mình đang có, còn những cái thêm nếm ấy chả để làm gì cả, mà rồi cái sẩy nó lại nảy ra cái ung. Vâng, hy vọng rằng anh sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.